chúng tôi đang tác nghiệp để quay một cái sản phẩm cực kỳ khó. Đây là một viên berin hồng cực kỳ quý hiếm và gần như rất là ít xuất hiện trên trên mạng. Và bây giờ thì chúng tôi đang tiến hành quá trình setup ánh sáng. Như trên cái máy này của tôi thì khi quay lên được màu hồng này, nhưng mà tại cái vị trí máy của bạn Minh thì đang chưa lên được màu. Và cái này nó rất là sáng, nó sáng đến cái mức khi ánh sáng vào nó sẽ phản chiếu thành ánh sáng trắng. Thế nên là cái video này với sản phẩm thật mà khách hàng nhận được sẽ là một trời một vực và sẽ đem lại cảm xúc, tôi nghĩ là rất là khác biệt cho khách hàng khi sản phẩm nhận sản phẩm này. Để tái hiện lại màu sắc thật của nó thì chúng tôi phải sử dụng cực kỳ nhiều màu, cực kỳ nhiều bóng đèn để tái hiện lại cái màu sắc của nó. Thế anh chị thấy là quay cái này cực kỳ khó. Và chụp ảnh trang sức là một trong những cái chụp ảnh khó nhất trong bộ môn nhiếp ảnh. Theo như tôi được những anh siêu về nhiếp ảnh anh ấy nói, và tôi đã đến rất nhiều phòng lab về chụp ảnh và người đã đầu hàng về những vấn đề chụp trang sức. Ở bên này thì bạn Hải bạn ấy đang render một cái sản phẩm mà anh chị sẽ gặp được trong khoảng một tuần nữa. Đây là một cái nhẫn Rolex dùng đá sapphire xanh. Và chúng ta có thêm một cái sản phẩm nữa Rolex sapphire xanh, có hai cái sản phẩm khác nhau dành cho hai anh bạn ở hai vùng miền khác nhau nhá. Thì tôi sẽ chi tiết trên những sản phẩm đấy trong phần sau trò của anh chị. Xin chào anh em, đây là một cái nhẫn đặc biệt tôi muốn giới thiệu anh em trong video này. Đây là một cái viên berin hồng, một trong một số loại đá khá là quý hiếm, và anh chị nhìn thấy ra cắt của nó như là sao luôn, nó bắn lên như là mình bắn pháo hoa ấy. Rất là sáng. Và viên đá này nếu mà quay nhìn trực diện lên trên thì anh chị nhìn nó sáng trưng luôn, nhưng thực ra thì nó sẽ là một màu hồng. Cái nhẫn này thì đặc biệt hơn các nhẫn khác là tôi sẽ sử dụng hai loại vàng ở trên sản phẩm này. Thứ nhất, càng nhẫn là vàng hồng và kim cương. Nhưng quan trọng nhất, cái thân nhẫn không phải là vàng trắng mà là palatin, bạch kim anh chị nhé. Và bạch kim này tôi thông thường cái bạch kim anh chị hay xem ấy, thì là bạch kim chất liệu khá là giống với inox, có nghĩa là nó sẽ khá là mờ. Nhưng trong cái sản phẩm này thì dành cho một bạn nữ rất là kiêu kỳ, thì là tôi đã đánh bóng rất là kỹ cái sản phẩm này và lên cái màu gần như vàng trắng. Có cái là cái khi thi công bạch kim palatin ấy thì nó khó khăn hơn vàng trắng nhiều lần. Thứ nhất là độ nóng chảy của nó rất cao, nó lên đến gần 2000 hoặc hơn 2000. Trong những cái lò mà nó giữ được cái độ nhiệt không tốt thì phải ra nhiệt trên hơn 2000 thì mới xử lý được bạch kim, và rất là cứng. Quan trọng nữa là cái độ đánh bóng nó rất là khó, thế nên là chúng tôi sản xuất cái này khá là khó khăn hơn rất nhiều so với vàng trắng. Kim cương sử dụng ở đây thì chúng ta sẽ có khá là nhiều kim, và thông tin thông số với kim cương thì anh chị có thể xem được ở trên website, hoặc là một chút bạn Hải mà sẽ đưa thêm vào đây cho anh chị. Một cái nhẫn thật là tuyệt vời. Và tôi nhận được đơn đặt hàng này của bạn khách hàng trong Sài Gòn, và hứa với bạn đấy là sẽ có hàng trong ngày 14 tháng 2, thì hôm nay là ngày 12, thì ngày mai tôi sẽ chuyển hàng và chắc chắn 14 tháng 2 bạn sẽ nhận được. Một cái sản phẩm rất là sáng. Và trong cái video này thì có thể là bạn sẽ xem trước khi nhận hàng, và tôi đảm bảo rằng khi nhận hàng thì bạn ấy sẽ có một cái góc nhìn cực kỳ khác về cái nhẫn này, vì bên ngoài nó đẹp hơn nhiều lần do cái màu hồng này tôi quay rất là khó khăn. Hôm trước khi thiết kế thì cái bạn ấy yêu cầu là bỏ cái viền kim nhỏ đi, nhưng mà tôi đã giải thích cho bạn ấy là cái viên đá này rất là to, rất là cao, và nếu mà không có viền kim đấy thì nó sẽ tạo ra cái lực không đủ để giữ cái chấu, nên là chúng ta phải thêm một cái viền đó để vừa tăng thêm độ đẹp về thêm kim cương vào, và thứ hai là sẽ tạo ra một cái ngàm để cái chấu sẽ chắc chắn hơn. Và trên công nghệ làm kim này thì có hai công nghệ, một là viền bao, là những cái hai cái viên kim nhỏ mà anh chị nhìn hai cạnh đấy, và một cái chấu dạng xoắn ở những cái hàng kim lớn ở trên thân nhẫn, và một cái chấu bốn chấu thường ở trên cái giải giữ chấu đấy. Thì tôi muốn nói thêm về sản phẩm này như vậy.